việc gì đi mà nhìn nhạc. Anh cướp đi. Thôi được nha, được nha. Báo có đồng chí Mắc Tư, đây chính là hiện trường xảy ra chuyện. Tấm gương trong nhà cô hôm nay bị dở phải không? Sao ông biết vậy? Nút áo của cô cài lộn hết rồi. Cảm ơn. Đồng chí Trang Kình Mai này đánh lén tôi, đừng có la ầm sòm nha. Nếu không thì người điếc cũng sẽ nghe đó. Nhớ kỹ nha hả, đồng chí. Anh nhà tôi. Mấy người làm gì vậy? Hey, chú tôi đang dưới đầm đây hả? Các chị đồng chí là có phải không? Phải. Nhảy cho vui, anh và tôi. Nhảy cho vui, anh và tôi. Nhảy cho vui, anh và tôi. Nhảy cho vui. Ngài, ma đâu vậy? Mấy người làm cái gì? Làm gì mà la lớn sao vậy? Có ma kìa. Trời đất ơi, anh làm rồi. Sao mau thả anh đi. Nè nè, không sao rồi, qua đây. Có ma kìa. Không có gì, cục trưởng à, là nói với người đó. Ây da, ổng là Lý Công Tử mà, anh làm việc cái kiểu gì đây hả? Trời ơi, nếu anh mất một cộng lông hả, tụi mình cũng đủ mà chết đâu. Thất lễ, thất lễ. Hả? Ông dùng túng cho con cái cán bộ cao cấp làm bậy hả? Còn gì lực nữa chứ? Ây da, tôi biểu làm sao thì làm vậy đi, nếu không tôi bị giáng chức đó, thiệt tình à. Giáng thì giáng, tôi đã nhịn ông lâu lắm rồi. Cút đi. Cút thì cút. Có phải là ông ăn cắp phim xếp của tôi coi không hả? Sao anh biết vậy? Thì chính là mắt của ông cho tôi biết đó. Có ma. Đúng của tôi giống ma sao? Anh nói thêm lần nữa coi có vẻ đẹp như ma hay không. Nói lâu rồi khát nước chứ gì. Uống. À, đúng rồi, đứa bé em thấy khát lắm nè. Thích hợp cho con nít lắm đó, uống đi, sẵn nóng nè. Bác sĩ nói tôi có mình tim không uống được. Còn 2 phút nữa mình phải đi đó nha hả? Mà qua giải quyết tên mất dịch này đi. Nhanh lên giải quyết nó đi. Mau đánh nó gấp xíu, trói nó lại. Không được thì tôi giết nó. Khá, con mẹ gì, tốn quá thời gian rồi. Sao nó mình không tính là đánh lại nó đâu. Nhảy cho đi. Tôi biết mấy anh muốn giết tôi, nên tôi giết tôi để sẵn ở trên bàn rồi. Nếu sáng mai tôi không về, họ chắc chắn sẽ biết tôi. Sáng mai à, sáng mai kìa. Sáng mai chúng tôi đã không còn ăn sáng rồi. Đi chết rồi. Đứa bé này là của ông hả? Là của tôi đó, nếu tôi chết rồi, nó sẽ trở thành cô Nhi. Tôi giết không nổi, anh giết đi. Mà cho biết đi. Anh giỏi hơn tôi, anh giết đi. Không được, tôi giết người quá nhiều rồi, nhiều cơ hội này cho anh nè. Bác sĩ à, giả phẫu nó đi, giải quyết đi. Không được, không được. Mày á, mày là người bị ổi nhất, hèn hạ nhất ở trong đám bạn của tao, mày giết nó đi. Giết nó còn đứa bé làm sao? Thì giết luôn nó. Giết làm sao? Đàn ông mấy anh giỏi nhất là hiếp rồi giết nó mà. Nó chỉ có 9 tháng thôi. Ê, được, coi chừng nó đi. Tôi tìm thằng nhỏ 9 tháng là hiếp nó. Mấy anh đừng cãi nữa, tôi sẽ có cách. Nói mày đi. Cho tôi 1 phút đi. Cá
người ở lại đây hết. Muốn đi thì đi chung. Làm cái gì hả? Nói lại. Nó đột nhiên đầu ra tính chạy chung với mình đó. Không được. Tôi làm việc được lắm đó. Mày biết đường đi của Long sao? Hả? Quân Liên Nhân Đồng. Hả? Có phải Đồng Phi không? Không phải, là Đồng Châu. Làm quen mọi việc ở Hồng Kông, ngày thứ ba sẽ tiến hành nhiệm vụ, hiểu đó chưa?